Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Cái tên Chergear, cụm từ đa nghĩa trong vũ trụ này, ám chỉ thiên tai, cám dỗ, cấm kỵ, vân vân, đã không còn mấy xa lạ đối với những fan của Ultraman nói chung và series Ultraman Taiga nói riêng. Có lẽ sẽ thật là thú vị nếu như chúng ta cùng nhau ngược dòng thời gian để cùng khám phá những câu chuyện tuổi thơ, quá khứ cùng những biến cố sa ngã trong tư tưởng đã hình thành nên kẻ phản diện đáng nhớ mang tên Ultraman Chergear. Và đó cũng chính là nội dung mà chúng mình đem tới cho các bạn thông qua clip ngày hôm nay. Trích xuất từ đầu truyện novel 5 chương mang tên Bóng Ma Xanh từ Ultraman Taiga's Complete Works qua sự tổng hợp và biên tập từ anh Hoshino Aoi cùng đội ngũ thành viên RTK Media. Hôm nay, hãy cùng chúng mình khám phá câu chuyện tiểu sử xoay quanh tên phản diện đầy thủ đoạn này nhé. Trước tiên sẽ là câu chuyện khi hắn còn ở Thánh Địa Ánh Sáng. Chương 1, Kẻ Màu Xanh. Ngày xưa, tại tinh văn M78, nơi cách trái đất 3 triệu năm ánh sáng, gồm 69 triệu hành tinh, trong đó có Thánh Địa Ánh Sáng, một hành tinh có kích thước gấp 60 lần trái đất và có khoảng 300 thành phố. Thánh Địa Ánh Sáng đã mất đi mặt trời của họ trong một vụ nổ siêu tân tinh khoảng 270.000 năm về trước. Do đó, Plasma Spark đã được tạo ra, phát đi ánh sáng biến đổi, phản chiếu vào các kiến trúc bằng pha lê ở hành tinh này, khiến cho ánh sáng ấy lan truyền khắp mọi nơi. Thứ ánh sáng này đã biến đổi toàn bộ cư dân ở đó thành cự thần ánh sáng, và thế là những Ultraman ra đời. Dân cư ở M78 được chia ra làm 3 tộc dựa trên màu sắc trên thân thể họ. Đỏ và bạc là hai tộc chuyên chiến đấu, còn xanh thì chuyên sử dụng trí tuệ. Một ngày nọ, Taro, con trai của Ultra Father và Ultra Mother, cắp sách đến trường tiểu học. Taro, trong tiếng của Ultraman, nghĩa là một người chính trực và quả cảm. Do là con trai của hai người được kính trọng nhất trên hành tinh này, nên cậu luôn nhận được sự chú ý đông đảo. Tan học, cậu và bạn bè mình rủ nhau đi chơi. Khi bước ra cửa lớp, cậu trông thấy một cậu bé màu xanh đứng đó, ngước nhìn trời ở bên khung cửa sổ. Hình ảnh ấy đã in sâu vào trong tâm trí của Taro. Ngày hôm sau, Taro thấy cậu bạn màu xanh ấy vẫn ngước nhìn lên bầu trời vào giờ nghỉ trưa. Taro bèn rủ cậu ấy đi chơi, nhưng Chergear từ chối vì cậu không biết gì hết về con người của Taro. Sự đề phòng của Chergear đã khiến cho Taro cảm thấy vô cùng hứng thú. Hai người làm quen với nhau. Chergear tiết lộ cái tên của mình. Theo ngôn ngữ của hành tinh này, ám chỉ sự tò mò điên cuồng. Để có thể kết thân trở thành bạn bè, Chergear đã đưa ra một yêu cầu dành cho Taro. Tan học, ngay ngoài rìa thị trấn Pha Lê, Chergear nhờ Taro bẻ cửa hàng rào để đi vào trong khu rừng bạc cấm kỵ. Sâu bên trong khu rừng là một cánh đồng cỏ bạc với hoa pha lê và ảo ảnh xung quanh. Sâu hơn nữa là rất nhiều những cột trụ cao phát ra ánh bạc. Có những dòng chữ được khắc lên đó. Chergear tin chắc đó là những giai thoại về sự xâm lăng của Alien Emperor. Taro chạm vào cột trụ và ảo ảnh bạc hiện lên những hình ảnh về cuộc chiến Great Ultra War. Taro và Chergear đã bị hấp hồn bởi những hình ảnh ấy. Taro bỗng cảm thấy tội lỗi và nhanh chân chạy về nhà. Chergear đuổi theo sau. Ngày hôm sau, cả hai bị cô Frobella gọi lên phòng giám thị để kiểm điểm vì đã đặt chân lên vùng đất nơi những người hùng an nghỉ. Bất chấp điều đó, Taro vẫn tiếp tục rủ Chergear cùng mình đi khám phá những miền đất cấm trên hành tinh. Sau đó, Taro bay đi dưới ánh sáng của Plasma Spark Tower. Hình ảnh ấy đã in sâu vào trong tâm trí của Chergear. Chương 2, những ngày phiêu lưu. Chergear và Taro giờ đây đã lớn khôn, cùng nhau trải qua nhiều cuộc phiêu lưu và được phong cấp cao trong Space Information Center. Từ việc du ngoạn giữa những vì sao, tới việc chạy trốn khỏi cuộc rượt đuổi của Kaiju, và cả lần Chergear giúp Taro sửa lại thư tình gửi Crust. Chỉ cần thấy Taro vui vẻ là Chergear cũng vui lòng. Tuy vậy, Chergear lại dành đa số thời gian trong thư viện. Tại sao Thánh Địa Ánh Sáng là người bảo vệ ánh sáng và công lý? Tại sao Emperor lại tấn công M78? Và tại sao Alien Emperor lại được biết đến là sự trái ngược hoàn toàn đối với các Ultraman? Sức mạnh bóng tối của Emperor có được là gì? Những trăn trở ấy cứ mãi quẩn quanh trong đầu Chergear. Ở Thánh Địa Ánh Sáng, không hề có ban đêm, không có bóng tối, cũng như không có cái ác. Vậy thì sự kinh hãi, sự cô đơn, sự hư vô trong bóng đêm là gì? Ở thư viện, không hề đào sâu vào nó. Và tại sao Chergear lại hứng thú với những chủ đề đó? Bản thân cậu nhóc cũng không hề biết. Song, Taro luôn là người kéo Chergear ra khỏi những suy nghĩ ấy. Với Chergear, Taro là đại diện của Thánh Địa Ánh Sáng.
Taro nói rằng không nên nhìn vào sự việc một cách tiêu cực. Tuy vậy, dù ta có né tránh và phủ nhận bóng tối tới đâu, thì nó vẫn luôn tồn tại ở đó. Lúc Chergear đang nghĩ quẩn như thế, thì Taro xuất hiện và rủ Chergear đến hành tinh Tikandu. Có tin đồn rằng ở đó có thực thể khổng lồ không xác định. Trong lúc dọn dẹp giấy tờ trên bàn, thì Taro nhặt được một mảnh giấy rơi ra. Chergear hoảng hốt khi Taro nhặt lên và đọc nó. Đêm đen dài đẵng lấp kín nhân gian, ánh sáng kia vụt trôi khỏi tầm mắt. Hài nhi của ánh sáng, hãy tới bên ta, xua tán đi những bất an và lo sợ, cầu nguyện đôi ta mãi vĩnh hằng. Hành tinh Tikandu, nơi mang ánh sáng khá tương tự với M78, giúp các Ultraman có thể hoạt động ở đây trong một thời gian dài. Những vách núi dốc trồi lên từ mặt đất, dưới chân là một rừng cây và vô số những hang động trên vách núi. Có nhiều báo cáo cho rằng đã thấy sinh vật không xác định trong đó. Người dân hành tinh này tin rằng đó là một con quỷ cổ đại có tên Gagose. Điều này kích thích trí tò mò của Taro. Taro một mình đi vào hang thám thính và báo cáo lại tình hình cho Chergear ngồi ngoài phi thuyền. Sinh vật nơi đây đa số toàn những giống loài như cua và rơi, và toàn bộ chúng đều nhút nhát, rụt rè. Trong lúc thám hiểm, Chergear đã mất liên lạc với Taro. Cậu liền vội chuẩn bị rời phi thuyền và vào hang tìm Taro. Vài phút sau, Chergear tới đúng nơi tín hiệu bị gián đoạn và trượt chân xuống bởi lớp bùn mềm. Dưới đó là một khu vực mái vòm khổng lồ. Trên tường có chạm khắc một loại văn tự vũ trụ cổ đại. Một chốc sau, một con kaiju xuất hiện từ dưới mặt đất. Hình dáng của nó như sự lai tạp giữa rơi và cua. Gagose phun ra một chất nhầy, làm mất tầm nhìn của Chergear và trói Chergear lên trần nhà. Trong đêm tối, Chergear nghe được tiếng gọi của Taro. Dường như Taro đã chạm trán với nó và thoát được. Lúc này, có rất nhiều quái vật đang tấn công các ngôi làng lân cận. Một con Gagose nữa xuất hiện trước mặt Chergear và có ý định đồng hóa cậu. Gagose là một loài quái vật như đỉa, có khả năng hút lấy DNA của các sinh vật khác và biến đổi gen cơ thể theo sinh vật đó. Chergear nhận ra rằng nó đã hút được DNA của các loại rơi và cua trong hang động. Không biết chừng, sau khi được nếm mùi vị DNA của cư dân M78, nó có thể trốn thoát trên tàu vũ trụ của Chergear và đi tấn công các hành tinh khác. Do là dân tộc xanh nên chiến đấu không phải sở trường của Chergear, Color Timer của Chergear bắt đầu nhấp nháy. Cậu bảo Taro lo bảo vệ cho dân làng, nhưng Taro không muốn phải bỏ lại một ai cả. Chúng ta là một tộc rất mạnh mẽ, nhưng chúng ta không phải là thần, ta có giới hạn của mình. Khi tình huống bắt buộc không thể cứu cả hai, thì ta phải đưa ra một lựa chọn trước khi cả hai phải chết. Chergear đã nói như vậy. Color Timer của Taro cũng bắt đầu nhấp nháy. Xong, Taro nhất định tìm ra cách để cứu tất cả mọi người. Nói rồi, cơ thể Taro bùng cháy. Cậu sử dụng Ultra Dynamite để xông pha qua đám Gagose, sử dụng Taro Barrier để bảo vệ Chergear và sử dụng Storium Kosen để xử nốt đám Gagose còn lại. Taro kiệt sức và ngã xuống. Sau đó, cả hai trốn thoát lên tàu vũ trụ. Với Chergear, Taro là một người hùng thực thụ. Vậy còn bản thân Chergear thì sao? Liệu bản thân cậu có gì để có thể trở thành người hùng hay không? Trong lúc nghĩ như vậy thì Taro tỉnh lại và hỏi Chergear đống sinh vật đó là gì. Chergear đưa ra giả thuyết rằng chúng có thể là một loại sinh vật cổ đại, sinh ra trong thời gian vũ trụ còn đang hình thành và mọi thứ còn hỗn loạn. Sinh vật sống hình thành từ DNA và RNA, sau đó truyền nó cho đời sau, cuộc sống luân hồi từ sinh tới tử. Cư dân thánh địa ánh sáng có tuổi thọ vượt xa các sinh vật khác, dường như bất tử và đôi khi vượt qua rào cản về chiều không gian. Chúng ta có thể duy trì sự sống để tái sinh với người khác, thậm chí hợp thể với họ. Cư dân ta dường như đã vượt quá xa quan niệm về sự sống. Liệu chúng ta có thực sự là một phần của vòng lặp vũ trụ? Tuổi trẻ rồi cũng kết thúc. Taro muốn trở thành thành viên của đội bảo vệ ngân hà. Chergear vì không muốn xa bạn mình nên quyết định đi theo. Tuy nhiên, để trở thành thành viên thì phải trải qua một khóa huấn luyện khắt khe. Chỉ có 1 triệu trong tổng số 18 tỷ dân trên hành tinh có thể trở thành thành viên. Với cơ thể vốn thuộc về dân tộc xanh yếu ớt, thì bài thi và khóa huấn luyện còn khắt khe hơn thế nữa đối với Chergear. Và rồi kết quả đã đến. Taro được nhận làm thành viên, nhưng Chergear thì không. Chergear thiếu chút nữa là đã đạt được. Đây là thất bại đầu tiên mà cậu phải nếm trải. Taro khuyên Chergear rằng vẫn còn cách khác để giúp ích cho hành tinh của mình, đó là tham gia vào Cục Khoa học Công nghệ Vũ trụ. Điều đó đồng nghĩa với việc những ngày tháng phiêu lưu cùng Taro của Chergear này đã kết thúc. Chương 3. Taiga Spark.
trong khoảng thời gian chưa ghi là một cục khoa học công nghệ vũ trụ. Người đứng đầu lúc bấy giờ là một người tộc xanh, sau này được biết đến với cái tên Ultraman Hikari. Hikari là một nhà nghiên cứu dày dặn kinh nghiệm và đã được trao Star Mark sau khi thành công nghiên cứu công nghệ duy trì sự sống cùng với Zoffy, chỉ huy của đội bảo vệ ngân hà. Nhờ nghiên cứu đó, Ultraman đầu tiên và con người trái đất mang tên Hayata đã được cứu sống. Nhận ra tài năng của Chogia, Hikari đã tuyển cậu và làm cho bộ phận nghiên cứu và phát triển. Chogia lúc này đang nghiên cứu một công nghệ để biến Ultra thành các hạt tinh vân, để dễ dàng di chuyển xuyên đa vũ trụ mà vẫn hoạt động bình thường ở nơi mà cấu trúc lượng tử khác với vũ trụ mà M78 tồn tại. Hikari rất ngưỡng mộ phát minh của Chogia, nhưng đồng thời cũng cảm thấy được sự đe dọa từ cậu. Trong lúc Taro đang làm nhiệm vụ của đội bảo vệ ngân hà, Taro đã gặp rất nhiều hiểm nguy, tới mức phải có sự hỗ trợ của cả Father và Mother. Dù vậy, Chogia chỉ có thể đứng nhìn. Song, cậu vẫn tin chắc rằng Taro sẽ không thua, vì cậu là đứa con của mặt trời. Khi nghiên cứu của Chogia đi tới giai đoạn cuối, anh nộp đơn để truy cập thông tin từ khu vực bị giới hạn. Thông tin về các Ultraman đã đi xuyên qua các vũ trụ khác nhau để hoàn thành nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, lá đơn đã hoàn toàn bị bác bỏ. Thế nên Chogia quyết định đến văn phòng của Hikari để hỏi ý. Nhưng Hikari đã không còn ở đó nữa. Anh cảm thấy áy náy và đã từ chức, bởi công nghệ duy trì sự sống của anh bị một đám xâm lược dẫn đầu bởi Alien Bat nhắm tới sử dụng sai mục đích và châm ngòi cho chiến tranh. Giờ đây, Hikari đang làm người bảo hộ cho hành tinh Orb. Vậy ra một con người vĩ đại được trao Star Mark vẫn có thể trải qua phiền muộn và nghỉ việc. Điều này làm nhóm lên một bóng tối ở trong lòng Chogia. Câu chuyện xoay quanh quá khứ của Ultraman Chogia sẽ được chúng mình tạm thời khép lại tại đây. Để đảm bảo thời lượng phù hợp và dễ theo dõi, ở tập tiếp theo, chúng mình sẽ đem tới cho các bạn những biến cố to lớn nhất đã khiến cho Chogia giác ngộ bóng tối. Vậy nên, nếu yêu thích đầu chuyện này và không muốn bỏ lỡ nó, đừng quên like, share và subscribe để tạo động lực cho chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của Rateka Media. Xin chào. Joker! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!